Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bà Bảy tức giận, cấm Trúc và Trung quen nhau. Mời các bạn cùng xem tập 42, Có hẹn với yêu thương. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Trúc và Trung đang lén lút hẹn hò. Ngay từ những ngày đầu tiên, họ đã là một cặp đôi oan gia, luôn tranh cãi và gây sự. Trung, đàn ông mạnh mẽ và thẳng tính, luôn cho rằng Trúc là cái gai trong mắt anh. Còn Trúc, cô gái thông minh và quyết đoán, thường thách thức Trung bằng tài năng và sự nhanh nhạy của mình. Những cuộc cãi vã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tuy nhiên, dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi họ sống cùng nhau trong khu xóm trọ này. Trung bắt đầu nhận ra rằng, sau vẻ ngoài lạnh lùng của Trúc là một tâm hồn ấm áp và một trái tim nhân ái. Trúc cũng dần nhận ra sự quyến rũ ẩn sau vẻ ngoài nam tính của Trung, và tài năng ẩn sau vẻ đơn giản của anh chàng. Những lúc cô gái thông minh này nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trung, cô không thể không thừa nhận rằng cảm xúc của mình dành cho anh đang thay đổi. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra trong một quán cà phê xinh đẹp ở gần xóm trọ. Trúc mặc chiếc váy trắng tinh khiết, tóc ngang vai và mượt, còn Trung lựa chọn một bộ áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản nhưng lịch lãm. Họ trò chuyện, cười đùa và nắm tay nhau như hai người yêu đương đích thực. Nhưng không may, rắc rối đến quá nhanh. Một người xóm trọ luôn rình rập cuộc sống của mọi người, đã bắt gặp Trúc và Trung và không thể nào bỏ lỡ cơ hội để gây sự. Chỉ nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình và chụp một bức ảnh của họ, cùng với tin nhắn ngắn gọn, nhìn xem, hai đứa này đang hẹn hò. Sau đó, cô gửi ảnh và tin nhắn cho mẹ của Trúc, bà Bảy. Bà Bảy, người mẹ độc thân của Trúc, là một người phụ nữ mạnh mẽ và bảo thủ. Bà luôn tự hào về sự thông minh và sự nghiệp đang phát triển của con gái mình, và bà đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của cô. Khi nhận được tin nhắn từ chị Hằng và nhìn vào bức ảnh của Trúc và Trung, bà Bảy cảm thấy như một ngọn lửa nổi giận đang bùng cháy bên trong. Bà Bảy, con gái bà Trúc đang hẹn hò với Trung kìa. Chị Hằng bất giác tiết lộ sự phát hiện của mình khi bà Bảy đang tức giận. Khi Trúc và Trung trở về từ cuộc hẹn hò, họ bất ngờ bị đón tiếp bằng ánh mắt đầy tức giận của bà Bảy. Bà nói, Trúc, vào phòng mẹ ngay lập tức. Trong phòng, bà Bảy bắt đầu phê phán cách mà con gái của mình đang ở bên một người như Trung. Bà cho rằng Trung không xứng đáng để quen con gái bà, và bà nêu rõ mối lo ngại về tương lai của Trúc nếu tiếp tục hẹn hò với anh chàng này. Bà sẽ không cho phép Trúc tiếp tục hẹn hò với Trung. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.